Ngày 9 tháng 11, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bà Phạm Thị Hường, 65 tuổi, sát hại cháu nội là Nguyễn Thị Tờ, 11 tuổi, gần một tuần trước đó tại đập nước Bào Ganh, xã Hậu Thành. Liên quan đến vụ việc trên, dư luận trên địa bàn đang đồn thổi trước đó bà Hường đã mua 2 gói bảo hiểm nhân thọ cho cháu Tờ. Có thể bà Hường đã vạch ra ý đồ sát hại cháu để trục lợi bảo hiểm. Tuy nhiên, thực hư thông tin này vẫn đang được điều tra làm rõ. Đập nước nơi bà Hường xô cháu ruột của mình ngã xuống đập nước tử vong. Liên quan đến 2 gói bảo hiểm đã được mua cho nạn nhân Tờ, phóng viên đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo của đơn vị bảo hiểm. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Ninh, giám đốc văn phòng tổng đại lý Hang Qualife ở Nghệ An xác nhận bà Phạm Thị Hường trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An là người đã mua bảo hiểm cho cháu nội là Nguyễn Thị Tờ, 11 tuổi, với giá 6 triệu đồng. Hợp đồng bảo hiểm đã được trao cho khách hàng từ tháng 3 năm 2019. Ông Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc, phía công ty đã đến gia đình chia buồn, thăm hỏi và động viên người thân. Sự việc khiến người dân trong và ngoài vùng xôn xao, hoang mang. Riêng về gói bảo hiểm mà bà Hường đã mua cho cháu Tờ, thì phía cơ quan cần phải xem xét rõ nội dung trong bản hợp đồng và căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an. Hiện đơn vị vẫn chưa nhận được yêu cầu nào từ phía gia đình nạn nhân. Liên quan đến nghi vấn bà Hường sát hại cháu gái để trục lợi bảo hiểm, ông Ninh cho biết nếu có đầy đủ hồ sơ gửi đến công ty bảo hiểm, sẽ có bộ phận thẩm định hợp đồng, từ đó mới có kết quả chính xác. Tuy nhiên, trong quy định nếu trường hợp khách hàng trục lợi bảo hiểm mà có đủ căn cứ sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm. Bà Hường được đưa đến hiện trường thực nghiệm lại vụ án vào chiều 8 tháng 11. Gói bảo hiểm thứ hai mà cháu Tờ được mua là của công ty bảo hiểm AIA. Liên quan đến vấn đề trên, ông Hà Văn Phúc, giám đốc văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An xác nhận trường hợp Nguyễn Thị Tờ được tham gia một gói bảo hiểm của công ty này và do bố mẹ cháu tham gia chứ không phải bà nội. Về giá trị gói hợp đồng cũng như thông tin liên quan, ông Phúc xin từ chối cung cấp thông tin để chờ kết luận từ cơ quan công an. Như đã đưa tin trước đó, chiều 3 tháng 11, Phạm Thị Tờ học lớp 6 đi sinh nhật cùng nhóm bạn. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Tờ xin về nhà trước vì nhà xa. Khoảng gần 17 giờ cùng ngày, bà Hường đi đến một quán tạp hóa ven đường gửi xe lại rồi chặn cháu Tờ, nhờ chở đi. Hình ảnh bà Hường cùng cháu ruột của mình đi trên đường trước khi nhờ chở lên đập nước để sát hại. Bà Hường sau đó nhờ cháu Tờ chở đến đập nước Bào Ganh. Tại đây bà Hường xô cháu Tờ xuống khiến cháu tử vong. Khoảng 19 giờ cùng ngày, bà Hường trở về lấy xe đạp một mình. Đến 21 giờ cùng ngày thì người này bắt xe ra Hà Nội, một ngày sau mới về. Ở nhà không thấy Tờ về nên người thân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 5 tháng 11, người thân phát hiện thi thể em Tờ nổi trên đập nước Bào Ganh. Bà nội cháu Tờ sau đó bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được bà Hường khai do mâu thuẫn gia đình. Trong chiều 8 tháng 11, cơ quan công an đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án. Quá trình thực nghiệm, tâm trạng bà Hường rất lạnh lùng mà không có biểu hiện của sự hối hận nào.